Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền hàng bãi Thang máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại lên cho các bác một cái video giới thiệu đến cho các bác một ít hàng nhé. Thì trong đó có cả hàng cũ và hàng mới. Hôm nay thì hàng mới về cũng cơ số nha các bác. Còn lại là hàng cũ. Đó, ngày nào em cũng đi săn hàng nha các bác. Sáng đi săn hàng, chiều về làm video. Hôm nào mỏi quá thì thôi không làm video nữa các bác. Đó, nhưng mà công việc cũng rất là vất vả. Thì tiện đây cũng chia sẻ với các bác thì các bác mua hàng bên em thì cố gắng là khi các bác nhận hàng các bác cố gắng quay video khui hàng giúp em với nhé các bác. Quay video khui hàng giúp em thì nó có hai cái để cho hai bên đều thuận lợi. Một là cái thứ nhất là đối với em thì hàng lỗi do đơn vị vận chuyển thì em xin lại cái video của các bác quay để các bác cho em xin lại cái video để em có cái căn cứ để làm việc với đơn vị vận chuyển nhé. Không có thì không có cái gì là hoặc là các bác khui hàng xong rồi các bác mới khui thì sau đó thì khui xong thì các bác thấy lỗi các bác mới chụp ảnh gửi cho em là em gửi cho họ là họ không chịu trách nhiệm đâu nhé các bác. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai là khi các bác quay quay video khui hàng ấy, thì hàng nó có lỗi thì làm nó thể hiện ngay là do đơn vị vận chuyển hoặc là do bên em gửi lỗi. Đó, nó có hai lý do, thế là nó chứng minh được việc là các bác nhận hàng nó bị lỗi chứ không phải các bác dùng rồi nó mới bị lỗi sau các bác lại chụp ảnh gửi cho em. Đó là hai cái lý do em muốn truyền tải đến các bác nhé. Trong đó thì nó để cho nó thuận lợi trong công việc giao dịch thì vui lòng các bác giúp em cái việc đó, nó thuận lợi cho đôi bên. Hôm sau các bác nhận hàng rồi thì sau đó các bác không không quay video sau các bác khui ra rồi thì có kêu với em thì nó rất là khó giải quyết các bạn, bởi vì em cũng không có cái căn cứ gì, không có cái bằng chứng nào để gửi cho bên vận chuyển để người ta giải quyết cho em cả. Thế nên gây gây ra cái thiệt thòi về bên em nhé các bác. Đó, em muốn chia sẻ cho các bác như thế thôi. Thì trước tiên thì để bước vào công việc chính thì em chúc các bác có một cái sức khỏe thật là tốt. Chúc các bác và gia đình có một cái cuộc sống thật sự là hạnh phúc nhé các bác. Và bây giờ em sẽ đi review chi tiết từng mặt hàng một. Trước hết là em sẽ lướt qua trước những mặt hàng em có nhé các bác. Đây này, có vài cái thanh nhôm này, để đây. Nhựa PU này, tay nắm cửa này, tay nắm âm này, ke góc inox này, tay nắm tủ âm nhưng mà hàng inox này. Đó, những cái trục có bu li nhôm này, à, bánh bi bi tì nhôm nhé. À, còn đây là bản lề nhôm này, nối nhanh hàng của SMC này, bản lề inox ở bên dưới này, chỗ này thì là con lùa này, ốc inox này, cũng ốc inox nhưng hàng đen hàng to hơn một chút này. Đó, quay sang bên này là nối nhanh hàng Đức này, đó, hàng rất là xịn nhé các bác. Mấy con tinh chỉnh này, chỗ này một đống lọc nguồn này, à một đống nguồn tổ ong này các bác, kích thước các kiểu. Đó, chỗ này mấy cái đồ linh tinh này, đó. Van khóa đồng này, mấy con đây là van khóa inox này. Đây là van khóa đồng này. Còn đây là van điện từ đến từ Đức này. Mấy cái vòi tưới này các bác này. Và những cái bộ ly hợp từ này em vẫn còn một ít nhé các bác. Đó. 180k một bộ này, mấy cái con encoder này vẫn còn này. Những cái lọc nguồn hôm nay mới về này, hôm nay về được 5 con thôi nhá các bác. Lọc nguồn này, kiêm ổ cắm này, đó, kiêm cả cầu chì nhá, 3 trong 1. Con này thì hôm nay em về là dòng tải 6A nhé. 6A nhân với 250V thì các bác cứ nhân ra nó ra trên 1000W nhé các bác. Nhân với 220 thôi đi, điện nhà mình 220 thì nó rơi vào 1300, 1400 nhé các bác. Đó. Thì các bác cứ dùng cho 1000 là được. Mấy cái tay nắm này, thép mạ chrome rất là đẹp nhé các bác. Tay nắm gấp Hanoi, đầy đủ ốc nhái. Mấy cái tay màn hình hàng của Đài Loan này. Và hôm nay em về được hai con biến áp cách ly hàng của Mỹ nhé các bác. Made in USA Hanoi này. Một con này là 1kVA nhé các bác. Đó, lọc nguồn này. À lọc lọc khí này, SMC này các bác. Hôm nay em lại tiếp tục trưng lên cho các bác vài con. Một con lọc giống ngày hôm qua này, nhưng mà con hôm nay nó xịn hơn nhé, nó xịn hơn ở cái chỗ này này. Sau tí em chỉ cho các bác một con bình áp của SMC này, đó, nhỏ nhỏ thôi, nó khoảng độ 5-6 lít thôi. Đó. Một con bơm từ này,
một con bơm từ đến từ Hàn Quốc này, hai con máy trà nhám băng, à hai con máy trà hai đá này, máy mài hai đá. Hôm qua có ba con thì bay con rẻ nhất rồi, nay còn hai con này đó, và hai cái con, ba cái con quạt của Đức này, ba con quạt này của Đức nha các bác, rất là xịn sò. Rồi tí nữa em sẽ view cho các bác, nó là hàng của Đức đây này, hàng của Đức này các bác ơi. Đó, Made in Germany nhé, và ở cái bầu bầu này cũng ghi là Made in Germany luôn nhé các bác. Đó, hai cái con quạt này. Bây giờ em sẽ quay sang kho mới nhé các bác. Quay sang kho mới này thì hôm nay em lên cho các bác một ít quạt nhé. Có em lên cho các bác ba con quạt này, đồ linh tinh ba con quạt này. Trong kia là mấy cái tủ điện này, đó, nhôm này. Nhôm này, tấm inox này, tấm inox to này và tấm thép to này. Mấy cái chân máy, đó. Và chỗ này là cái tấm inox lớn này, dài thụt luột nhé các bác. Hôm nay em sẽ không lên nhôm, không lên phíp, không lên meca nữa, không lên dây nữa các bác nhé. Tập trung vào mảng khác để cho cái video nó mới mẻ lên một chút. Đó. Và cái hôm nay em sẽ lại giới thiệu lại cho các bác cái xích inox này nhé các bác. Đó. Cái xích inox này, em về được một ít xích inox này. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác nhé. Đó. Thì trước khi đo kích thước thì em đang muốn dở hết nó ra để cho các bác xem nhé. Đó, các bác đợi em một chút. Đó. Đây em dở ra rồi. Thì cái xích inox này bây giờ em đo cho các bác nhé. Cái bề ngang này của nó này, một thanh này là dài 19 cm này. Đó. Bản của một tế bào xích này thì nó khoảng độ 3 cm nhé. Đó, bề ngang này là 19 này, rộng là 3 cm. Cái độ dày của nó thì khá là dày nha các bác. Các bác có thể xài cái này vào việc gì thì alo em nhé. Độ dày của nó đây em kẹp cho các bác này, nó dày khoảng độ 3 ly 3 nha các bác. Em kẹp này nó được 3 ly 24 này. Đó. Thì cái này thì nó có cái hay cái là gập được nha các bác. Nó gập được như này. Đó, gập được vào như này. Đó, gập được vào như này nha các bác, xích bằng inox 304 luôn. Đó. Cái này đồ của Tây nha các bác. Việt Nam mình chưa chắc đã làm nổi đâu. Nó theo máy móc của Tây về. Và trên mỗi một tế bào xích này thì người ta làm sẽ một bên âm một bên dương thì để ghép vào nhau như thế này nha các bác. Đó, ghép vào nhau như này, đóng cái chốt vào là vừa khít luôn này. Tạo thành một vòng tròn này. Đó. Đó. Cái này thì em bán với giá là em bán lẻ nha các bác. Đây. Em dán giá đây rồi. Cái này em bán lẻ là 500.000 đồng một mét này. Đó. 500.000 đồng một mét. Đó, bác nào mua nhiều nhá. Nhiều có nghĩa là cái số nhiều từ 2 3 mét, 3 4 mét trở lên thì em sẽ tính cho cái giá khác. Đó. Còn bác nào mua 1 mét 1 này thì em sẽ bán cho các bác là giá 500.000 đồng 1 mét này. Đó. Rất là dày dặn chắc chắn nha các bác. Đó. Hàng này thì em không thấy có thương hiệu đóng ở đâu cả. Đó, chỉ biết là nó là inox 304 thôi. Đó, hàng rất là xịn, gập được nha các bác. Các bác có nhu cầu dùng gì vào cái việc là việc gì mà dùng đến nó này, gập lại rất là gọn này. Đó. 500.000 đồng 1 mét nha các bác. Đó. Bác nào có mua thì alo em. Tiếp tục sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái con cái tấm inox này. Kích thước dài của nó là 2247 này nhân 33,3. Thành của nó là cao 2,5 cm. Đó, giá em bán là 1.050.000 một tấm này. Đó, 1.050.000 một tấm. Tình trạng khá là đẹp nha các bác. Đây bây giờ em lật mặt dưới lên cho các bác xem này. Đó, mặt dưới của nó đây nha các bác. Đó, mặt dưới của nó cũng rất là đẹp này. Người ta sẽ bo thành vào như này nhé, hình chữ U như này. Đó. Thì vừa nãy em báo với các bác là cái cạnh này này, nó dày 2,5 cm này. Đó. Bo lên là 2,5 cm. Đó, rất là đẹp. Dài 2m17, rộng 33,3 đó các bác. Đó. Chỗ này là nó bụi bẩn thôi nha các bác, bụi bẩn thôi. Bây giờ em để cái góc này để em kẹp cho các bác cái kích thước, à cái độ dày nha các bác.
Cái này nó dày 1,5 ly à. Nó dày 1,5 ly nha các bác, nó dày 1,5 ly đó. Giá em bán là 1,1 triệu à. Đâu em lật lại cho các bác xem nào. Đó. 1,050,000 một tấm nha các bác. Đó, em có 3 tấm thôi. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái này này. Dày hôm nay em không giới thiệu nữa nhé các bác. Này em có cái trục này. Cái trục này bằng inox nhé các bác. Đó. Cái trục này bằng inox này. Em bán với giá là 100k 4 cái như thế này nhé các bác. 100k 4 cái như thế này. Inox đặc luôn nhé. Thế nhưng mà hai đầu người ta thiết kế như thế này này các bác này. Đó. Rút ra được nhé. Hai cái đầu người ta khoét hai cái lỗ. Người ta đóng một cái bạc đạn vào đây. Đóng một cái bạc. Cái bạc bạc bằng đồng thau nhé các bác. Đó. Hai đầu đều như thế. Đây. Đó, đóng bạc đạn vào đồng thau rồi thì nó tạo thành tự dưng nó tạo thành một con lăn nhé các bác. Đấy, các bác có thể chế con lăn được, em xoay thì nó rất nhẹ nhàng, im đét này, không dơ lắc gì đâu. Người ta cũng thiết kế nó vừa luôn nhé các bác, không dơ lắc gì. Đó. Về các bác muốn dùng lâu dài các bác nhét cho một tí mỡ bò vào đây này, sau đó đóng cái này vào thì em nghĩ chạy bao giờ nó đã hỏng nhé. Bạc đạn bằng thau mà, chịu mài mòn tốt lắm. Thì em đo kích thước cho các bác nhé. Nó dài 28 cm này. Con này thì hôm qua em kẹp là phi 12 hay sao á. Đó, phi 12 nha các bác, chẵn luôn, tròn luôn phi 12. Giá em bán là 100k cho 4 cái như này này các bác này. Đó. Cái chỗ này em còn ít thôi nhá. 2 này, 4 này, 6 8 này, em còn đúng 12 cái nữa thôi nhá các bác. Chỗ này em còn 300k thôi, hết rồi nhá. Thì sau có thể là một đợt sau nó lại về tiếp này. Loại thứ hai em có này, đó là cái loại này. Cũng là ti inox nha các bác, nhưng mà cái đầu này thì nó lại có cái gen xoáy ở đầu này. Đó, nó có cái gen xoáy ở đây. Đó, và các bác muốn tháo cái này ra thì các bác xoáy cái này ra này. Xoáy cái này ra này, xoáy ra được nha các bác. Đó. Xoáy ra để rút cái gen xoáy này ra. Đó, nếu mà các bác không dùng cái gen xoáy này thì em bán với 100k là 8 cái thanh inox này. Thì kích thước em đo cho các bác nhé. Nó dài tổng thể là 31,5 cm này. Nó dài 31, đầu em đo một cái rời thì nó mới chính xác. Sau đo cái nó đây. 31,5 này chính xác này. Đó. Và cái ti này của nó là ti bao nhiêu đây? Chắc 6 ly các bác ạ. Có được 4,8 ly thôi nhé các bác. À 5 ly. Được 5 ly nhé các bác. Đó. Cái này 5 ly. Giá em bán 100k cho 8 bó. À 8 cây như này nhé. Em bó thành một bó này. 100k cho 8 cây. Inox nhé các bác. Đó. Quay sang bên này. Thì em giới thiệu đến cho các bác một ít dây này. Dây tủ nhé. Hôm nay dây kia em không lên. Thì em lên cái loại dây này. Dây của THK nha các bác. Đây này nó có chữ THK đây này. À, rất là xịn sò này. Đó. Kích thước của cái dây này là dài 45 này, rộng 2,5 này. Đó, dày 2 cm này. Và hành trình này của nó là được 47,5 cm nha các bác. Đó, em rút ra như này là nó chạy được 47,5 cm này. Hàng rất là xịn sò nha các bác nhìn này. Cái chỗ bi nó dài đúng một gang tay của em khoảng 20 cm nha. Đó, cái này các bác có thể làm trượt khác đều được nhé. Tại vì em lắc không thấy có độ dơ gì đâu. Nó rất là im. Đó, hàng của THK này nó xịn thế nhé các bác. Giá em bán 150k bao gồm một cặp như này. Đó. Hàng các bác biết em vứt ở đây không bao nhiêu ngày tháng này. Nó không có dấu hiệu gì, han gì nhé. Sắt của nó vẫn rất là xịn. Đó. Cái loại thứ hai này. Cái này thì dài hơn nhưng mà rẻ hơn nhé. Kích thước là 61 này nhân 3,5. Đó, giá 100k một cặp như này. 100k sẽ bao gồm một cặp như này nhé các bác. Đó. 100k một cặp. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác này. Đo hành trình nha các bác. Cái này thì hành trình 61 nhưng mà hành trình nó tại vì nó là dây 2 tầng nha các bác. Đó. Dây 2 tầng thì hành trình nó được có 43 thôi nha các bác. Hành trình được 43 này. Đó, dây 2 tầng thì hành trình nó ngắn hơn dây 3 tầng nha các bác. Đó. Giá em bán 100k một cặp thôi. Có 100k một cặp hai thanh nha các bác. Đó, hai thanh như này là 100k này. Đó. Dài tận 61 nhá.
Hành trình được 43. Quay sang bên này, những cái mâm inox này. À, cái mâm này là mâm thép này. Nó em bán 600k này. Hôm nay bác nào mua thì em bán 500k thôi. Là bán rẻ đi nhé, cho nó bay. Đó, kích thước là 40 x 1.6 này nhân 600 này, à bằng 600k này. Đó, nó rất là nặng nhá các bác. Đó, bán 500k, cái mâm này thì 900k này. Đó. Cái mâm này thì 60k này, gọi là cái mâm nhưng mà thực ra nó là cái mảnh cái miếng inox nhá các bác. Miếng inox thô. Đó, hàng đột dập rồi nhưng mà không dùng đến, công ty người ta thải ra này. Bán 60k một cái này. Đó. Inox nha các bác. Cái này này 120k một cái này. Lỗ tròn này, lỗ 16 nhá các bác. Cái này là size 300 này. Đó. Có 120k một cái thôi. Lỗ tròn này, size 300. Em có hai cái thôi nhá các bác. Những cái trục đặc này. Đó, con này thì em đọc kích thước vành vách luôn nhá các bác. Nó dài từ đây đến đây này là 39,5 cm này. Poly này là poly nhôm này, kích thước là đường kính 5 cm này. Trục này là trục đặc này, trục inox đặc này, cốt 15 nhá các bác. Cốt phi 15. Đó. Cái gối bi này thì các bác có thể xê dịch được này, bên này cũng thế nhá. Đấy, bên này các bác nhả cái con ốc chí này ra là cũng xê dịch được, đó. Con này cũng xê dịch được. Đó. Rất là tiện lợi. Cái này là lắp vừa xích xe đạp luôn nhá các bác, cho các bác độ chế này. Vừa xích xe đạp luôn nhá. Đó. Giá em bán là có 150k thôi. Đó, các bác về chơi con này nhá, nới kịch cái đầu này ra này, làm cái kiểu như là làm cái bộ chuyển động nhá, rất là ngon cho xe cút kít cái gì chạy bằng motor, cho motor giảm tốc kéo vào cái xích này thì quá ngon luôn đấy các bác. Đó, rất là hay nhá các bác. Hoặc là các bác có thể chế tời được bằng cái này nhá, motor kéo xích nhá. Đó, rất là khỏe. Tiếp tục này, cái này em còn có mấy cây nữa là hết nhá các bác. Đó. Chân máy có lò xo màu xanh này, 100k một cây. Đó, giá rất là rẻ nha các bác. Cái này nếu mà tính giá trị thì rẻ kinh khủng nhá. Bởi vì nó là hàng đặc thù, ít người dùng, đâm ra là nó rẻ. Đó. Nếu mà người dùng thì giá trị nó sẽ cao lên do ít người dùng. Ít người dùng đến nó. Thực ra giá trị để sản xuất nó phục vụ. Có những cái sản phẩm mà khi nó hết vòng đời ở trong công ty sản xuất rồi nhưng ra ngoài nó vẫn có đắt nhé các bác. Đó, ví dụ như cái biến tần biến tiếc nó vẫn rất là đắt tiền, nhưng cái cục sắt này nó không vào việc, ít bác dùng đến nhưng mà nó rẻ. Đó, quay sang bên này em giới thiệu đến cho các bác những cái tấm nhôm này. Đó, giá 80k một tấm này. Đó, tấm này. Đó, giá 200k một tấm này, kích thước thì em để đây, hàng khá là đẹp nhé các bác. Đó, 200k một tấm. Có cái chân này này. Đó, 450k. Hôm nay bác nào chuyển khoản em bao ship cho. Em ghi ở đây rồi. Từ hôm trước đó. Kích thước của nó em đo nhá. Dài 34cm này. Rộng 13,5cm này. Dài 34, rộng 13,5. Đó, các bác nhìn nó đẹp chưa. Cao khoảng độ 12cm nha các bác. Chân đế của nó này. Chân đế của nó là 20 nhân với 7,5 nhé các bác. 20 nhân 7,5 chân đế. Đẹp dã man nhé các bác. Và nó dày đến 2cm nhé. Mặt dày 2cm. Và đế cũng dày 2cm. Cái hộp này 10cm này. Cái này là 10 nhân 7,5 này. Đặc khịt luôn nhé các bác. Rất là nặng. Con này nặng gần 13kg. Giá em bán 450k thôi. Bao ship, chuyển khoản bao ship nhé. Đó. Còn một cái duy nhất. Đó. Những cái này này. Những cái trụ, những cái bàn dập bằng nhôm này các bác này. Bác nào có xài đến hôm nay em bán thanh lý đi. Đây này. Nó dập dập như này nha các bác. Đó. Nó có con xi lanh ở đây này các bác này. Đó. Bây giờ em đo hành trình cho các bác nhé. Hành trình nó được 2 phân đi. Em tính 2 phân đi. À, chắc nó chỉ được 2cm thôi. Đó, hôm nay bác nào lấy con này em bán cho là giá 400 chuyển khoản bao ship. Đó. 400 chuyển khoản bao ship nha các bác. Nó kích thước của nó là 25 này. 25 rộng 10 này, đó. Tổng chiều cao của nó này
Tổng chiều cao của nó là 22. Đấy, hết hành trình của nó sẽ là 24 nhá các bác. Đó, nó lên đến 24 này. Đó, em bán 400 bao ship nhá. Bác này giá cũ là 500 này. Đó, con này hôm nay bác nào mua con này so với giá cũ là rẻ được khoảng độ 150.000 đó, tiền ship chắc mất độ 50.000 nữa. Đó. Đó, em bán thanh lý nhá, còn một cái duy nhất để lâu rồi. Cái này. Cái chân này này. 150k một chân này. Hôm nay cũng muốn bán thanh lý đi cho nó rồi nhá các bác. Cái này hộp này là hộp 6x6 nhá, em không phải đo nữa, hộp nhôm này 6x6 này. Nó cao tổng thể là 23,5 cm. Đấy, trên này là 10x6. Đánh dưới này là 12x6. Đó. Hôm nay em bán cặp này với cái giá là 250k chuyển khoản bao ship. Đó. Thì các bác mua cái này là rẻ được khoảng độ 8 đến 90 nghìn rồi. Đó, rẻ được 50 nghìn này. Cặp này trước bán 300 này. Đó. Thì chuyển tiền là rẻ được, tiền ship nữa là rẻ được 30 nghìn nữa, đến 40 nghìn nữa là được tầm 8 đến 90 nghìn. Có 300 nghìn mà rẻ được 8, 90 nghìn thì các bác phải chia ra là em giảm giá nó đến 30% rồi nhé các bác. Đó. Con số rất là lớn rồi. Đó. Nhưng mà tính tiền ra thì nó tính tỷ lệ thì nó rất là lớn. Và cái chân này. Đó, cái chân này này. Em giảm xuống còn có 150k này mà chưa bay nhá các bác. Đó. Em đo kích thước nhá, nó cao tổng thể này. Đấy, hôm nay lợ tự dưng lại đi đo mấy cái chân nhôm, mấy cái chân sắt này để bán thanh lý cho các bác này. Cao 30 cm này. Hộp này thì để em đo xem cái hộp này là hộp bao nhiêu. Hộp này chắc vuông 7 à. Vuông 75 x 75 nhá. Trên này cao vuông 12 x 12 này, à 12 x 13. Trên mặt này là 12 x 13. Bên dưới là 12 x 18. Đó, bên dưới này là 12 x 18 nhá. Thì còn cái bản mặt này thì chắc nó dày khoảng độ 1,2 cm này. Đó, rất là dày nhá các bác. Thì cái này à, cái này à, này ngày xưa này các bác này, giá ngày xưa em dán ở đây là 200k này. Bây giờ giảm xuống 150k rồi nhá, là giảm mất 50.000, giảm mất 20% rồi. Thì hôm nay bác nào mua 150k chuyển khoản em bao ship tiếp. Đó. 40.000 tiền ship nữa nha các bác. Cái con này còn có 101 thôi. Đó. Nay chơi khô máu với các bác mấy cái chân này. Nói đùa cho vui thôi nhưng mà em cũng muốn bán đi nhá các bác, để lâu nó để đây lâu nhìn nó hơi chướng mắt nhá. Đó. Cái giá này nó tiệm cận với cái giá lỗ vốn rồi nha các bác. Như một cái chân này nhá. Bây giờ em bán cho các bác 150k thực tế là em thu được có 101 thôi. Công đóng gói, thuê công nhân đóng hàng nữa thì ít nhất là nó phải mất 20.000 nữa nhá các bác. Đó. Bởi vì công người ta đóng một cái đơn hàng nó cũng phải 10.000. Đó. Các bác thử hỏi là một công nhân đóng từ sáng đến tối được bao nhiêu đơn hàng? Giỏi nhất là đóng được 30 đơn thì cứ bác cứ chia ra. Đơn to đơn bé xô ra thì là nó cũng ra 10.000 một đơn rồi, quân chưa tính vật tư. Bìa, rồi thì màng bọc, rồi thì công tạo đơn in ấn nhá các bác. Cái đấy là toàn bộ phải thuê hết nhá các bác. Mình có làm lấy thì mình cũng phải tính vào đây nhá các bác. Đó, thì bác thử hỏi là cái chân này em còn bao nhiêu tiền. Thực tế ra em thu về nó chỉ có, chính xác là chỉ có 90.000 chứ không phải là 101 đâu nhá các bác. Đó. Còn em chưa tính là còn hàng đi sau là còn có cả tỷ lệ hàng quay về nữa nhá các bác. Đó. Mấy cái tủ điện này này. Đó. Bác nào ủng hộ em không? Con này này giá 800k này. Giá rất là rẻ. Đó. Hôm nay không view lại nữa nhá các bác. 800k. Đó. Kích thước em để đây này. Con này này. 500k này. Đó. Rất là đẹp nhá các bác. Đó, bên ngoài nó hơi chầy một tí do bãi người ta quăng quật thôi. Mí miệng nó phơi mưa phơi nắng thì nó cái màu nó xuống màu hơn so bên trong một tí nhá các bác. Đó. Các bác nhìn thấy nó màu nó tối hơn bên trong. Đó, nó ngả vàng hơn nhá. Thế nhưng mà chính vì phơi mưa phơi nắng thì nó lại thể hiện được cái chất lượng cái tủ rất là tốt nhá các bác. Đó, chất lượng tủ khá là xịn. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác ba cái quạt. Thì đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác cái con quạt này.
Cái con quạt này này kích thước là 57 x 57 này nhân 29, có nghĩa là nó cao, nó vuông 57 cm nhá. Đó. Và cao 29 cm này, có ba cái quai sách và em tặng kèm các bác luôn một cái dây nguồn cắm vào đây nhá. Đó. Con này thì nó em đọc thông số động cơ cho các bác nhìn nhá. Con này thì nó có một cái xịn cái là nó động cơ của Đức. Đó. Động cơ sản xuất tại Đức, made in Germany nhá. Con này các bác có thể không nhìn thấy đâu. Em đọc cho nhá. Kích thước điện áp của nó là 230V 50 hoặc 60Hz này. Đó. 135 cho đến 200W, có nghĩa là khi chạy điện 50Hz thì là 135W, mà khi chạy điện 60Hz thì là 200W. Tốc độ vòng quay của 50Hz thì là 2650 vòng một phút. Đó. Sản xuất tại Đức, Magian Germany. Đó. Và khi tốc độ vòng quay ở 60Hz mà 200W nó lên đến 2950 vòng một phút nhé các bác. Đó. Nó đến từ cái thương hiệu quạt Empath gì đấy, Empath đó. Sản xuất tại Đức, Magian Germany. Đó. Không ấy ghi sản xuất năm nào, và con này nó chạy bằng một con tụ 4mi nhá, 450V. Đó, em đọc hết thông số ở trong này rồi. Ở gì ở trên đầu quạt rồi. Bây giờ em sẽ cắm điện và test cho các bác nhá. Thì để test cho cái quạt này ấy, thì nó có cái điều khiển ở đây này. Thì các bác cố gắng nhìn vào cái chỗ này nhé. Đó. Em tặng các bác cái sợi dây nguồn khá là xịn sò. Cắm điện này. Bật lên này. Đó. Đèn bắt đầu khởi động nhé. Bây giờ em tắt đi này. Tắt đi em bật lại nhé. Công tắc của nó đây. Bật lên này. Đó. Bật lên này. Đó. Nó bắt đầu. Các bác phải gạt cái này xuống nhé. Gạt lên là nó điều khiển chế độ điều khiển remote nhé. Đó, quạt bắt đầu chạy này. Đó, nhìn thấy chưa, bắt đầu lừ lừ bắt đầu chạy này. Đó, bắt đầu chạy rồi. Bởi vì do đợt trước em cài đặt cái chế độ nó chạy ở bao nhiêu đấy là nó đang chạy rồi nhé. Mà con này thì các bác muốn điều chỉnh tốc độ của nó nhé. Thì các bác ấn vào đây này. Ấn vào đây này, ấn set này, nó nổi cái đèn set này. Ấn xuống này. À, cho nó xuống nhá. Ấn set cái là nó xuống rồi. Đó. Nó đang xuống nhá. Đó. Các bác muốn ấn tắt nhá. Bây giờ em dạy các bác tắt này. Tắt này, ấn cây nữa này. Ấn cây nữa thì nó đổi đây nhá. Ấn xuống là nó nổi chữ off này. Ấn set cái là nó tắt. Đó, con này nó tắt rồi nhá các bác. Đấy. Con này cái nhược điểm của nó là nó hơi kêu nhá các bác. Đó, không biết lý do là nó do bi hay cái gì nó hơi kêu. Đó. Các bác về thì có thể là tra dầu cho mỡ cho nó nhá. Bây giờ em cho nó chạy lên này. Em cho nó chạy lên nhá. Bấm rồi. On này. Chuyển lên on này. Ấn set này. Đó. À, do nó chưa tắt hẳn đâm ra nó vẫn nổi stop nhá các bác. Đấy, bắt đầu lên rồi này. Bây giờ em cho nó chạy tốc độ tối đa luôn nhé, cho các bác xem nhé. Tốc độ tối đa của nó là chỉ số 100. Đó, nó ghi chỉ số 100 từ 0, từ 1 cho đến 100. Đó, các bác muốn chỉnh bao nhiêu được nhé. Nó như kiểu cái chiếc áp. Nó ghi, nó không chia số nhưng mà nó ghi là từ 1 đến 100 nhé các bác. Đó, chạy tốc độ tối đa là 2650 vòng một phút này. Chạy khá là mạnh nhá các bác. Đấy. Đây là tốc độ lớn nhất rồi. Full rồi nhá các bác, lên chữ full rồi. Đó. Con này nó kêu hơi ồn một chút. Chạy khá là mạnh. Bây giờ em tắt đi nhá các bác. Em tắt đi để em cho các bác xem bên trong cái lọc của nó nhé.
Đó, các bác đợi một chút nó tắt nhá. Các bác đợi túi để em rút điện. Đó, bây giờ em lật lên em cho các bác xem ở bên trong. Đây các bác xem nhìn cái lọc này. Cái lọc khá là đẹp nhá các bác. Đó, cái lọc đây. Bên trong lọc đây nhá các bác. Đó, bên trong quạt đây. Đó, rất là xịn nhá các bác. Đó. Cái này các bác muốn tháo quạt thì cũng dễ thôi. Con này thì nó tháo hơi khó nhé. Tháo hơi khó lý do là nó dùng toàn đinh tán nhé các bác, chứ không phải là bắt vít. Đó. Con này em bán giá này, em lật xuống để cho các bác xem giá nhé. Đó. Thông số các thứ em đọc cho các bác rồi. Còn đây là giá này là 1.150.000. Tiếp theo em test cái con khác nhé các bác. Đây là con đầu tiên này. Con thứ hai này để em cắm dây điện con thứ hai. Đây con thứ hai đây các bác ơi. Đó. Chạy tít mù nha các bác, con này chạy khá là ngon. Con này em sẽ test cho nó chạy trước. Đó. Con này thì khá là ngon nha các bác, con này cánh to chạy kinh lắm. Con này chạy cực êm nha các bác, chạy êm lắm, gió mát lồng lộng luôn. Con này thì các bác có thể bỏ lọc đi làm quạt mát được nhá. Em cam kết với các bác làm quạt mát được, rất là mát. Đây, các bác cứ dựng như này này, làm quạt mát này. Thổi gió ra đây rất là mát nha các bác. Cực mát luôn mà gió rất là dịu. Các bác nhìn con động cơ của nó chưa? To chà bá luôn, như tay em cầm như này. Các bác nhìn thấy chưa? Lọc của nó đây, cực xịn luôn nhá. Con này thì lọc cực xịn. Vỏ thì hoàn toàn bằng nhôm hết nhá. Bên trong này thì nó bằng tôn này. Đó. Bên trong cái khung xương này người ta không làm bằng nhôm mà người ta làm bằng tôn. Đó, bây giờ thì em sẽ tắt điện nhá để em cho các bác xem thông số của nó cho nó an toàn nha các bác. Đó, cam kết với các bác con này rất là mát. Mát kinh khủng luôn đó. Đó, thì bây giờ em cho các bác xem này. Cái lọc của nó đây rồi nhá các bác, cái lọc ở đây. Lọc thì cho các bác xem rồi, mặt đây là mặt trong này. Mặt ngoài này. Đó. Các bác biết là bụi nó thổi thì nó giữ lại cái mặt này mà vẫn còn mới như thế này nhá, gần như kiểu như chưa dùng nhá các bác. Mới đét đèn đẹt luôn như chưa dùng luôn. Em đo kích thước cái con động cơ cho các bác xem nhá. Con này thì nó chạy một tốc độ thôi, cứ cắm điện là nó chạy. Động cơ của nó là đường kính của nó là 14,5 cm, các bác thấy kinh chưa? Đây. To dã man, tay em ôm như này cặng tay luôn nha các bác. Đó, em rút điện từ nãy giờ mà nó chưa dừng đâu. Bây giờ em đậy lại này để cho các bác xem thông số. Mấy cái thông số nó ghi ở chỗ nào á? Các bác đợi em chút nhá, bởi vì có một mình làm nó hơi lâu. Đặt đi đặt lại nó lệch. Đấy, nó sắp vào rồi. Đâu để em tìm nè. Đây nha, đậy cái này lên đây này. Cho các bác xem thông số kỹ thuật trước này. Đó. Cái nắp này của nó là ở đây nha các bác. Ồ, cái nắp này của nó ở đây. Kích thước của nó là 57 này, nhân 57 nhân 34 này, giá là 1.300.000, hoàn toàn full nhôm hết nhá. Riêng cái nắp này thì em chưa kiểm tra là sắt hay là nhôm, nhưng mà cái nắp này thì em nghĩ chắc là bằng sắt thôi.
Đó, em nghĩ cái nắp này khả năng bằng sắt, để em kiểm tra xem nào, xem nó là sắt hay nhôm nhá các bác. Nắp này là bằng sắt rồi. Đó, còn vỏ là hoàn toàn phun nhôm. Thì bây giờ em cho các bác xem thông số này. Con này thông số thì nó lại ghi bằng tay nhá các bác. Con này đây, của Hàn Quốc này. Ồ, con này ghi nó hơi mờ nhá các bác. Đó. Con này nó ghi hơi mờ. Bây giờ em ra kia em cho các bác xem cái con nó ghi rõ rõ hơn cho các bác xem nhá. Tại vì em có hai con mà. Đây, con nữa em để đây này các bác này. Thông số ghi đây nhá, em đọc cho các bác này, model là IF24-19600B. Điện 220V 50Hz, công suất là 160W nha các bác. Đó, con này công suất là 160W nha các bác. Đó. Người ta không ghi tốc độ vòng quay. Đó. Quạt thì chạy khá là êm nhá, con này em nghĩ nó chỉ chạy khoảng độ 1.400 thôi. Em đoán nhá, em đoán nó khoảng độ 1.400 nhá, tại vì em thấy nó chạy tốc độ đấy là rất là êm và gió rất là sâu nhá các bác. Đó. Đây con này ghi đây nhá các bác. Đó, con này với con kia là một nhá, đẹp như nhau. Hai con đẹp như nhau luôn. Đó. Thì nó ở cái tình trạng là như thế này nhá các bác. Review luôn cái con này. Đó. Cái cầu người ta đấu hở bên ngoài nhà này nha các bác. Người ta để luôn ở cái sườn như này. Em không hiểu lý do gì người ta để cái sườn bên này. Đó. Nó còn một cái chắc nó còn một cái hộp nữa ở đây này, nó bắt đèn cảnh báo và cái gì nó liền luôn vào cái quạt này nhá. Đó, các bác về có thể chế thêm cái công tắc nữa vào chỗ này, hoặc là bịt lại nhá, hoặc là không thích thì đấu thẳng vào hai cái dây này cho em này. Đó, hai dây này. Đó, cho nó an toàn. Đó, và cái quạt này em bán với giá là 1.300.000 nha các bác, 1.300.000, quàng hàng rất là xịn. À quên, không giới thiệu cho bác cánh này là cánh gì. Cánh này là cánh sắt nha các bác. Cánh này là cánh sắt, loại này chạy thì thôi rồi nha các bác. Đó. Quay sang bên này. Thì em giới thiệu cho các bác cái con quạt xấu xấu này. Đó. Đây các bác này, em tháo ra sẵn rồi các bác này. Đó. Tháo ra sẵn rồi nhá. Đó, bây giờ em ghim điện cho nó chạy đã. Sau đó thì ghim điện cho nó chạy đã nhá các bác. Thì sau đó em review sau. Kích thước thì em có ghi ở đây rồi, 61x61 đó, nhân 16,5. Con này thì nó xấu từ vỏ cho đến lọc nhá, nhưng mà riêng cánh thì vẫn còn ngon. Các bác đợi em một chút nhá. Bây giờ em ghim điện cho nó chạy này. Đó. Chạy khá là êm nhá các bác. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Gió thổi rất mạnh nhá. Đó. Em tắt đi rồi. Để đảm bảo an toàn em tắt đi để em view cho các bác về về các thông số khác cho các bác nhá. Đó, kích thước thì em ghi đây rồi này. 61x61x16,5 này, giá 650k. Riêng con này hôm nay bác nào chuyển khoản em bao ship cho. Tiền ship con này chắc mất tiền trăm nữa các bác. Đó, đây bên dưới của nó đây. Đó, nhìn thấy chưa? Ủa, nó bị đổ rồi các bác. Lọc đây nha các bác. Lọc thì nó cũng không được đẹp lắm. Do để lâu ngày hay sao ấy, nó cũng hơi bẩn bẩn nha các bác. Nó không được trắng muốt như cái con kia. Nó trắng vừa vừa thôi. Đó, trắng vừa vừa thôi nha các bác. Đó. Còn cánh này thì cánh nhôm này. Em bây giờ nó vẫn chưa dừng nữa. Con này chạy khá là tít nha các bác. Để em dừng lại em đo. Thôi cứ này đo luôn cũng được nhé. Khả năng vẫn đo được này.
đường kính cánh của nó khá là lớn nha các bác, nó lên đến 40 mấy cm này. Nó khoảng độ 42 43 cm nha các bác. Con này thì khung làm rất là chắc chắn này, khung làm bằng V luôn này. Đó, khung làm bằng V luôn nha các bác. Đó. Trông rất là ngon. Đó, giá con này thì em bán là 650k này. Hôm nay bác nào chuyển khoản em bao ship cho. Đấy. Bởi vì nó cái này về các bác chịu khó. Tại vì những cái mép mép này nó chảy chảy đấy các bác. Con này thì không có thông số gì. À đây, nó có công tắc ở đây nha các bác. Quên em không đi tắt công tắc đi. Nó có công tắc ở đầu này. Đó. Không có thông số gì về về nó nhỉ. Nó chỉ ghi là điện 220, 50, 60 hẹp thôi. Quạt này thì đến từ Hàn Quốc này. Đến từ cái thương hiệu Uli Aritech này. Đó. Các bác biết về thông số của động cơ thì các bác có thể tra cái mã này. Hoặc là mã này, model này nhé. Model này này. Đó. Bác hôm nay em đeo găng tay nhé. Tại vì mọi ngày á, các bác nhìn cái tay em, các bác thấy phát phát ớn về cái tay của em. Đó, hôm nay em đi găng tay dây bóng vào. Nó nhìn nhiều đỡ ghê. Đó. Giá con này em bán 650k, bác nào chuyển khoản em bao ship cho. Đó, bây giờ em sẽ quay trở lại kho cũ để tiếp tục view hàng cho các bác nhé. Tiếp tục như các bác, quay trở về kho cũ này. Thì em vẫn còn những cái tay nắm này nhé. Đấy, những cái tay nắm này, hôm nay khả năng bác nào mua em sẽ giảm giá cho một chút này. 80k một cái này. Đó, bằng inox xịn lắm các bác ạ. Hôm nay bác nào mua em lấy 200k 3 cái nhé. Đó, hôm nay em giảm giá đi, cho các bác mua. Đó. 200k 3 cái nhé các bác. Này các bác nào mua 3 cái là à, mua 200k là được 3 cái này, là được rẻ được một nửa cái nhé các bác. Kích thước em đo cho các bác này, cái đồ này nó xịn lắm các bác. Kích thước là của nó là dài 20 này. Chỗ này thì nó dài 15 này. Nó cao chỗ này chắc khoảng độ 2 cm này khi gặp lại này, và khi bẻ lên thì là nó là 4,5 cm nhé. Nó gặp lại rất là gọn nha các bác. Đó, các bác nhìn này, cái tay nắm tủ bằng inox nhưng mà người ta lại mạ chrome hay sao các bác, nó bóng lừ bóng lộn như này nhá. Đó, 200k cho 3 cái. Tiếp theo là cái này này. Cái bản lề à, cái tay nắm tủ âm này. Hôm nay nhà em về, đợt này em về toàn hàng Takigen nhé. Takigen này là của Nhật nhé các bác. Đó. Rất là xịn này. Các bác nhìn thấy chưa? Đó. Nó cái dung cao su ở đây. Đó, đằng sau của nó đây này các bác. Đó. Kích thước em đo cho các bác nhé. 50k một cái. Chiều này là 7, chiều này là 11 này. Đó, 50k một cái nhé. Bác nào hốt cả rổ ấy, thì em bớt cho một chút. Hốt cả rổ này thì em bớt cho một chút. Đó. À, tại vì sao thế? Tại vì hốt cả rổ là các bác làm nghề nhé. Làm nghề thì anh em cùng làm nghề với nhau có thể linh động cho cái việc đó. Tiếp tục những cái thanh nhôm này. Đó. 40k nhé. Cái này thì em lướt qua thôi. Chụp hình các bác chụp hình. Đó. 50k này. Đó. Nhựa PU cao su non này. 20k một cục này. Đó. Bác nào hốt nhiều cũng giảm giá này. Đó. Vào trong này. Những cái tay nắm tủ âm này nha các bác. Bằng inox này. Đó. 100k 4 cái này. Đó. Bác nào mua từ 300k trở lên thì em cho 5 cái luôn nhé. Đó. Nếu mà mua từ 300k thì có nghĩa là bác mua cứ mua 300k em cho 15 cái. Đó. Nhưng mà phải mua 300k em mới cho 15 cái. Đó. Kích thước của nó vẫn là 7 x 11 nha các bác. Nó cũng bằng cái này này. À không. 6 x 6 thôi chứ không phải 7 nhé. Kích thước của nó là 6 x 11. 6 phẩy mấy này. 6,3. Nhân với 11 này. Đó. Đó. Bằng inox nha các bác. Đó. Hôm nay bác nào mua đi. 300k em cho 15 cái. Cái này cũng của Takigen này các bác này. Đó. Ồ, hôm nay nào máy bắt nét nhanh thế, giơ lên cái bắt được luôn này. Đó, của Takigen này các bác này. Đâu để em gõ cái xem nó bắt nét được.
con này kém thế chị. Đó, bác ơi, nhìn thấy cái chữ Takigen này chưa? Đó, 50k một cái này, kích thước em đo nhá. Chiều này là 20 này. Độ dày của nó này, cao là 5cm nhé. Con này phi 12 nhé các bác. Phi rất là lớn này, bằng inox xịn luôn này. Đó, 50k một cái. Đó, phi 12 nhé. Nhôm này các bác này, 15k một cái này. Hàng cực đẹp luôn, đó. Hàng rất là đẹp, kích thước là 7x6 nhé các bác, 15k một cái. Em nhặt mãi không được cái mẫu khác, đây, mẫu khác là như này. Nó có cái mẫu, một mẫu chém cạnh này và một mẫu bo bo tròn này, bác lấy đằng nào cũng được nhé. Nó giá 15k một cái, kích thước 7x6. Đó. Những cái nối nhanh hàng của SMC này. Đó. 140k một cái nhé. 140k một cái này, hôm nay bác nào mua 3 cái à? 3 cái thì em lấy 350 nhé. Đó, 3 cái thì em lấy 350. Bán nhanh. Nó rút ra như này nhá, lúc ấn vào thì rất là xịn này các bác này, ấn vào. Đó, ấn vào là nó tự vào nhá, các bác không phải đẩy. Đó, rút ra này, ấn vào là không phải đẩy đâu nhá các bác. Và khi các bác ấn vào xong các bác xoáy như này cái là nó khóa luôn nhá, hở cái đuôi cam này ra là nó khóa này. Khóa ấn như này nó không xuống đâu nhá. Ấn này nó không xuống. Đấy, các bác phải xoáy ra thì ấn này nó mới xuống này. Đó, bác thấy chưa? Nó có khóa luôn nhá, rất là xịn. Đó. 140k một cái, hôm nay bác nào mua 3 cái em lấy 350 nhá. Đó. Cứ 3 cái này là 350 này, rẻ được 70.000 nhá. Đấy, bán cho nó nhanh. Hàng sắp đến Tết rồi cũng phải bán lâu lao một tí nhá các bác. Những cái bản lề này này. Bản lề này rút được nha các bác. Đó, nó đến từ cái thương hiệu Hoa Sung Hoa Siếc gì ghi SUS 304 này. Đó. Giá em bán là 20k. Một cái một cặp như này là 40k nhé. Kích thước em đo này. Kích thước em đo nhé. 5cm này. Và hơn 6 một chút nhé. Đó. Quay sang bên này. Con lùa này. Ốc inox này. Ốc inox đen này. Em đều bán đồng giá là 80k một cân nhé. Đó. 80k một cân. Quay sang bên này. Đó, nối nhanh này, hàng của Jack Money này các bác này, đó, cho các bác xem nhá, đó, hàng của Jack Money này các bác nhìn rõ chưa, Maze in Jack Money hẳn hoi nhá, đó, giá em bán đây các bác này, đó, 120k một con nhá, đó, thì cái này em kẹp cho các bác cái gen nhá, đồ con này hơi chặt. Đấy. Hai đầu đều có van một chiều luôn nhá các bác, đầu nào cũng có van một chiều, nó xịn xịn ở cái van một chiều này nữa này các bác này. Đó. Cái này là nó do nó cái gen nó ngắn quá nhá, người ta thiết kế nó ngắn quá, cầm nó hơi khó cầm nhá, khi các bác bắt vào máy rồi thì ấn nó rất là dễ. Con này là gen 13 nhá các bác, gen phổ thông 13 luôn đó. Cái đầu này thì nó là đầu nối nhanh nhá các bác. À đầu siết của dê ấy. Đó, đợt này em về thì em không tháo cái này để cho các bác dùng luôn này, cắt đến đây luôn này, về các bác tháo ra bắt cái khác vào thì tận dụng cái siết của dê này nhá các bác. Đó. Nó giá em bán 120k một cái này. Đó. Em có hai loại nha, một loại đầu cong này và một loại đầu thẳng như này nhá. Bác nào lấy đằng nào bảo em nhé. Đó. Tinh chỉnh này các bác này, hôm nào cũng lên này các bác này. 200k một con. Size 6 phân, hành trình là 1,5cm nhé. Hành trình lên cao này là 1,5cm. Thế còn cái hành trình là nghiêng này thì em không dành lắm này. Chắc được 2cm hay sao á. Hay là được 10 độ thì em chả biết nhé. Như là nó nghiêng được 10 độ hay sao các bác. Size 6cm. Hàng rất là ngon nhé các bác, hàng nó đến từ cái thương hiệu này này. Đó. 200k một con, em có 4 con thôi. Quay sang đây vẫn còn mấy cái tay nắm này nữa này. Đó, mấy cái tay nắm này. Bằng thép nhé các bác, thép mạ chrome á. Gập được như này luôn nhé các bác.
thì em bán với mức giá là 100k 3 cái này. Đó. Thì trong đó nó có hai cái bé bé nhé các bác. Đó. Thì bác nào mà mua hai cái thì em tính là hai cái bé bé này em tính là một nhé các bác. Hai cái bé bé xíu này em tính là một này, cho nó lời này. Đó. Thì là cái này là 100k, chỗ này được 4 này. Chỗ này 100k được 3 này, chỗ này 100k được 3 nhá. Đó. Thì em đo kích thước cho các bác một thanh này. Cái này là dài 10,5 cm này. Đó, độ cao của nó nhá. Độ cao em đo em vật ra như này em đo này. Thì nó được 3 cm này. Khi gặp lại nhá. Khi gặp lại thì chắc nó chiếm này 1 cm thôi nhá các bác, 1 cm. Và cái này chắc phi 6 á các bác hay phi 8 à. Để em kẹp nha. Phi 8 nhá các bác, cái này phi 8. Thép mạ chrome nhá các bác. Tại vì em ấn nam châm nó có bắt. Đó. Quay sang bên này. Vẫn còn mấy cái củ quằm này nhỉ, bao tiền nhỉ em nhỉ? Một bó này là bao tiền nhỉ? 50.000 một bó 4 cái nhá các bác, rẻ ơi là rẻ. Đó, cái bó này là 50.000 4 cái này. Vâng, mua về làm gì thì làm nhá. Đó. Cái này em có một cái này, hàng của Nhật này. Các bác nào có xài đến không? Made in Japan nhá. Cái này là cái gắp đồ như này nha các bác. Em có một cái thôi. Đó. Nó là để gắp đồ nha các bác. Các bác nào xài đến cái này không? Đồ rất là xịn nhá, đồ của Nhật luôn nhá. Đó. Cái này em chả biết bán bao tiền đâu nhá các bác. Bên này bẻ cong được nhá các bác, bẻ cong mà nó vẫn gặp bình thường này. Đó. Đó. Vẫn gắp đồ bình thường nhá các bác. Đó. Cong thì nó chắc là nó không nhạy bằng thẳng, thẳng thì nó nhạy hơn. Đó. Đấy, đầu này nó chòe ra này để các bác gắp đồ này. Cái này gắp đồ ở những cái vị trí khó nhá các bác. Đó. Các bác rơi đồ xuống những cái khe ghế hoặc là những khe tủ nhá. Đó, các bác cho cái này gắp. Rất là ngon. Hàng của Nhật luôn nhá các bác. Made in Japan luôn nhá. Cái này em chưa biết bán bao tiền đâu. Đó. Để sau tí nữa em check xem bao nhiêu tiền nhá. Những cái này là cũng 100k 4 cái à. À. BT này các bác này, hàng của Nhật nhá. Hàng này là hàng của THK luôn nhá các bác. 100k 4 cái này là được 8 cái BT và 4 cái miếng nhôm như này. Đó. Quay sang bên này. Thì hôm nay em về cái lọc nguồn này. Đó, cái này gọi là 4 trong 1 nhá các bác. Đâu nhỉ? Nó ghi ở đâu cái này đến từ Hàn Quốc này, Made in Korea nhá. Made in Korea ở đây, con này thì điện áp của nó là đây, nó có ghi những cái thông số lọc lọc này. Các bác nhìn cái lọc bé xíu này thôi nhưng mà lọc 2 tầng sao ấy các bác. Đấy, lọc 2 tầng này. Con này điện áp 250V 6A nhỉ. Đó. 6A luôn nhá các bác. 250V 6A thì nó tương đương với 1500W nhá, nhưng mà nhà mình dùng điện 220 thì nó khoảng 1300-1400 rồi. Các bác cứ xài con này cho em khoảng 1000W là vô tư này. Đó. 1000W nhá. Thì con này thì nó có tận 4 chức, một nó làm một cái thành một cái ổ cắm này. Nó làm thành một ổ cắm kim luôn một cái công tắc này, nhưng mà cái công tắc này nó đi kèm ổ cắm này nha các bác. Đó, và trong này là nó có một cái cầu chì này và bản thân nó là một cái lọc nguồn. Đó, giá em bán là 60k một cái này. Đó, 60k một cái nhé các bác. Em có 5 cái, hôm nay về được 5 cái thôi. Tiếp tục cái này. Cái này không có giá em. Bộ này 50k nhé các bác. Em còn mấy bộ này? Còn có 2 bộ thôi nhé các bác. Còn có 2 bộ nữa là hết này, 50k này. Đó. Hôm nào em lại về thêm nhé. Các bác cứ đặt hàng đi, sau em về thêm em lại ra. Bộ ly hợp từ này giá 180k này. Đó. Cái cách thức hoạt động của nó thì hôm nay em review theo kiểu khô nha các bác. Có nghĩa là review theo kiểu là chay chay, em gọi là chay. Đó. Bình thường là khi các bác không cấp điện cho bộ ly hợp từ thì cái bộ ly này nó quay tự do như này. Đó. Và khi các bác cấp điện vào thì nó cái bộ ly này nó dính liền vào cái bộ ly hợp từ vào thì nó quay như này nha các bác. Có nghĩa là nó cái bộ ly hợp từ nó làm nhiệm vụ chuyển tải từ cái này xuống cái trục này và ngắt tải từ cái này
khỏi cái buli đó, truyền tải và ngắt tải nhá. Đó. Đấy các bác, đấy như này là nó đang quay cả này, đây giữ lại như này là nó quay một mình này, đó, đó. Các bác bắt vào cái bát này nhá, cái khe này là cái khe để các bác bắt cái miếng nhôm của nó vừa, cái khe này là các bác bắt vào là xài được nhá. Các bác có thể dùng trục đầu này hoặc dùng trục đầu này, đó, thế mới hay nhá các bác. Đó, buli này thì nó quay tự do, không ăn theo trục này đâu. Đó, giá em bán 180k một cái nhá. Vài con này này các bác này, vài con encoder này, em có 3 con nữa này, giá có 100k một con thôi này. Đây này các bác này, cái này thì hàng này là hàng em không biết gì, nên em bán nó rẻ rẻ một chút nhé. Đó, 100k một con này, bác chụp hình đi nghiên cứu nhé. Cốt này cốt 8 ly này, đó, 100k một con. Và hôm nay em lên cho các bác cái màn hình này nha các bác, cái tay màn hình này. Đó, cái này là các bác về dùng xuôi hay dùng ngược là tùy các bác nhé. Nhưng mà em nghĩ dùng như này này, cái này bắt vào tường này, còn cái này mới bắt vào màn hình này. Đó, cái này thì các bác hỏi em mà tải bao nhiêu thì em chịu nhé. Nhưng mà con này kể cả tải cái màn hình 6-70 inch vô tư nhé các bác. Các bác nhìn cái trục này của nó quá là khỏe luôn nhé các bác. Nó có cái lỗ cốt này là cái lỗ trí này để các bác siết, siết theo kiểu siết chết này, không cho nó xoay nhá, là siết bằng gốc này. Đó. Thế còn cái này là nó gập được này, nhưng mà đây là do em xem con nào nó nhẹ nhẹ em bẩy cho các bác xem nhá. Nó có thể xoay được nhá các bác. Con này không biết xoay được không. Ui giời, con này vẫn chặt. À đây con này xoay được này các bác này. Đấy, nó xoay lên xoay xuống được như này nhá các bác. Đó, ngửa lên ngửa xuống được như này nhá các bác. Đấy, nó ngửa lên ngửa xuống được. Đó, em xoay như này, đó, để các bác biết nhé. Và xoay được như này. Đó, cái này nó xoay được hai hướng thôi nhá các bác. Con này nó đến từ Đài Loan này. Đó, Make in Taiwan nhá các bác. Đó, bây giờ em đo kích thước này. Em đo tổng chiều dài kiểu này nhá, là 15cm này. Đó, cái mặt bích này thì là 9 nhân với 9 này. Mặt lưng này thì là 15 nhân với 10 này. Đó, cái này thì tha hồ các bác tải nhá, tải thoải mái luôn. Đó, tháo rời ra được này, tháo tất cả đều tháo rời ra được nhá, tất cả phụ kiện đều tháo rời ra được, hàng của Đài Loan luôn nhá các bác, sản xuất tại Đài Loan. Giá em bán là 250k một cái nhá các bác, 250k một cái, hàng cực đẹp luôn nhá. Tính tay em tháo trên máy xuống này, bằng thép nhá các bác, bằng thép sơn tĩnh điện rất là đẹp. Tiếp tục này các bác, hôm nay em về được hai con biến áp cách ly nhá các bác. Hai con biến áp cách ly nó đến từ Mỹ luôn nhá. Gorbanchan này, nó đến từ cái thương hiệu Micron này. Micron này, đấy, Micron. Đó. Các bác có thể tra nhá, em cố gắng em ấy cái máy quay một chút này để cho các bác xem nhá. Đó. Đó. Các bác nhìn kỹ một chút nhé. Đó. Thì con này nó vào theo kiểu đa cầu điện nhé các bác. Con này nó xài được cho cả công nghiệp và xài cho các gia đình nhà mình. Thì bên này là đầu vào này. Thì nó quy định là H1, H2, H3, H4, H5, H5 này. Đó. Đầu ra đây nha các bác. Đầu ra thì nó quy định X1, X2, X3. Đó. Đó. Đây là một cầu chung này, đây là một cầu chung và đây là một cầu chung nhá các bác. Đó. Hai cái này là một cầu này, đó. Thì bây giờ em sẽ cho các bác xem này, đây là thông số của nó nhá. Thông số đây là giới thiệu sản phẩm thôi. Nó quy định H này này các bác này. H1, H2, H3, H4, H5, đó. Và đây là dây đầu không không vào đó. Thì bên này nó là X1 này, X3, X2, X1 đây, X1 đây. X3 A2 đây, X3 đây. Đó. Thì đấy là cái sơ đồ đấu nhá. Các bác nhìn cái bên này là các bác đấu được này. Đó, thì đây đây là cái thông tin này. Hàng thì cực kỳ mới nhá, mới đét đèn đẹt luôn nhá các bác. Đó, sơ đồ đấu đây nhá các bác. Đó. Biến áp cách ly. Thì con này công suất của nó là 1 kVA nhá các bác. 1.0 kVA. 50Hz, 60Hz đều được này. Đó.
Đó, em cho các bác xem bên này. Zoom lên cho các bác chụp ảnh này. Các bác chụp ảnh đây. Đó. Các bác chụp ảnh đi nhá các bác. Đó. Bây giờ em sẽ lật mặt bên kia cho các bác xem. Nó mới đét đẹp, đẹp luôn nha các bác. Rất là mới. Mới kinh khủng luôn nha các bác này. Đó. Con này thì em giã ở trên máy xuống thì không biết nó máy nó móc nó dùng kiểu gì. Mà mới kinh khủng luôn này. Mới ơi là mới nha các bác. Và đây là điện vào và điện ra này. Em cố gắng cho các bác xem nhá. Ồ con này nó hơi hơi bẩn bẩn một tí nhá. Xem con này nó sạch hơn không. Ở đây các bác xem con bên này đi. Xem con hai con nó giống nhau y đúc nhá các bác. Xem con bên này nó sạch hơn. Giữ cho anh. Đó, xem con bên này nó sạch hơn để nó dễ nhìn hơn này. Đấy các bác nhìn thấy chưa. Nó đẹp dã man luôn. Đây nha các bác cứ đấu theo sơ đồ này này. Thí dụ H5 H4 này. Đấy, đầu vào là H5 cộng với H4 này thì nó sẽ dành cho điện 240, 230 và 220V. Thì nó ra tương ứng là ra đầu này, tương ứng đây. Là ra X2, X3 thì là 23V này, 24V, 25V. Và ra X3, X1 là 110V, 115V và 120V. Đó, rất là ngon nha các bác. Biến áp này là biến áp dùng cho công nghiệp nha các bác. Và cái cổng các bác đấu theo cổng là H5, H3 thì nó sẽ có dành cho cái điện áp 380, 400V và 416V. Thì điện áp nó cũng ra tương tự như bên này. Và cái cổng H5, H2 thì nó là 440V, 460V và 480V. Thì nó cũng ra tương tự như thế này. Và cổng cuối cùng là cổng H5 và H1. Thì dành cho điện 550V, 557V, 575V và 600V. Thì nó cũng ra như thế này nhé. Đấy là theo em hiểu là như thế nhé. Đó. Em tháo trên máy xuống là đẹp lắm các bạn. Đẹp dã man. Hôm nay em được hai con. Đó. Đẹp dã man con ngàn luôn. Các bác nhìn sướng mắt luôn nhé. Cái này về các bác đóng cái thùng theo em là các bác mua Mega nhà em nhé. Đấy. Không lẽ bảo các bác cái chú cái gì cũng vơ vơ về nhà chú. Các bác mua cái hộp Mega kiếm cái đế của nó bằng phíp này. Em cũng có cả phíp nhá. Đấy. Các bác đóng cái hộp Mega để nó hở ra nhìn vào bên trong nhìn thấy cái này nói nó đỉnh luôn, nhìn sướng mắt luôn, đẹp dã man luôn. Sơn một cái màu đen chuỗi mà nó chưa có dấu hiệu gì là bay màu nha các bác. Đen chuỗi thì chuỗi này, giá 1.900.000 một con nha các bác. Nên em về được hai con. Đó. Quay sang bên này. Em giới thiệu đến cho các bác cái lọc khí nha các bác. Nên em về được một ít lọc khí nha. Đó, video nó hơi dài dài rồi các bác cố gắng xem cho nốt nhé. Còn một đống này nữa em cố gắng review này. Đó. Hàng của SMC nhé, nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. SMC từ cái đồng hồ giờ đi nhé các bác. Và từ cái bát bắt này giờ đi cũng của SMC này. Đó. Alo em nghe. Đó, cái lọc nhé các bác. Hàng của SMC này, giá em bán là 500k nhé. Ống này giống ra là 12 nhé. Gen này là gen 21 nhé các bác. Gen này là gen 21 này. Đó. Ống ra 12 này. Lọc của nó đây nhé các bác. Sáng giới luôn nhé các bác. Đó. Đồ zin hết nhé các bác. Nó 500k một con thôi. Nó có 500k một con thôi nhé các bác. Đó. Quay sang bên này này. Cái con này hôm nay em giới thiệu thôi không view nhé. Bởi vì các bác muốn cần view thì xem lại cái con ngày hôm qua. Đó. Con này hôm nay em bán xinh 50.000, lý do là nó xinh một cái cút cong này. Xinh một cái nối này. Và cái van một chiều này nó không bị hỏng này. Đó. Hôm qua là cái con van một chiều nó bị hỏng nhé. Con này vẫn còn ngon, xịn. Đó. Thì em đếm lại cho các bác nhé. Đó. Ngoài cái lọc này ra nó có hai cái cút to này. À, hai cái nối này. Cái này bọn em ở ngoài Bắc gọi là cái kép nhé. Hai cái nối to. Một cái nối nhỏ này, hai cái nối nhỏ này, ba cái nối nhỏ này là gen 27 này. Bốn cái nối nhỏ này, năm cái nối nhỏ nhé. Đó. Một cái T này, hai cái T này. Một cái cong, hai cái cong, ba cái cong nhé. Đó, hôm nay nó nhiều hơn rất là nhiều nha các bác. Nó nhiều hơn một cái cong, một cái T này và một cái van một chiều này. Đó, con này hôm nay em bán 1.1.000. Đó, con hôm qua bay rồi nhá. Con hôm qua các bác biết là nó không có cái cong này là một này, hai nữa nó bị móp ở cái chỗ này nhá. Là cái này gần như không dùng được.
đó. Nên con này dùng được nha các bác, con này hôm nay em bán 1.100.000 đó, toàn bộ bằng inox 304 hết nhá các bác, toàn bộ phụ kiện này là bằng inox 304 này. Thế còn cái bầu này là inox gì thì em không biết, thì còn hôm nay em không view nữa, xoáy ra các bác thay lọc, và các bác muốn lọc cái gì thì nguyên bản con này nó là lọc nước nhá, các bác muốn lọc khí thì các bác thay cái lõi lọc khí vào, nó vừa liên với cái lõi lọc này là cái lõi lọc tiêu chuẩn nhá các bác, rất dễ mua đó. Quay sang bên này, đó, quay sang bên này thì em hôm nay em về được một cái con bình tích áp của SMC này. Đó, hình thức nó như này nha các bác, chảy chảy một chút này, chảy chảy cái tem thôi nhá, còn sơn thì chưa chảy tí nào, nó bẩn em chưa vệ sinh thôi, bởi vì cái này nó bằng thép em chả vệ sinh làm gì cả. Đó, con này thì áp của nó đây này các bác này. Đó, áp của nó ghi đây là 15 MPa nhé, áp rất là lớn này, nhiệt độ của nó là 150 độ C nhé, nó vẫn chịu ghi cái điều ấy nhở. Mà đây từ 0 đến 75 độ C này, dung tích là 5 lít này, đó, dung tích là 5 lít nhé các bác, đó, đó. Bây giờ em sẽ đo kích thước nhé. Nó có một cái đầu vào đây, có một cái nối sẵn này, một cái đầu nữa đây và một cái đầu nữa ở đây. Đó, ba đầu nhá. Đây là có cái bắt con này, nó bắt một con tích áp một con nữa ở bên trên này. Đó, kích thước em đo cho các bác này, nó dài tổng thể là nó dài khoảng độ 37 cm nhé. Đó, tổng chiều cao của nó đến cái mặt này nó là 28 này. Đó, em đo cho các bác cái đường kính nhá. Cái đường kính ngang áng nó khoảng độ 15 này. Đó, đường kính ngang áng 15. Cái mặt này nó không bị quăng quật gì thì nó không chảy, nhìn nó đẹp hơn nhé. Đó, nhưng còn những cái chỗ kia nó chảy chảy một xíu nhưng mà chưa cả chóc sơn nhé các bác. Rất là đẹp. Đó, quay tổng thể cho các bác, chỗ này nó dính băng keo các thứ thôi, các bác về tẩy đi nó sạch sẽ đẹp đẽ nhé. Con này em bán có 500k thôi nhé các bác, 500k một con bình của SMC này. Nó có cái tem SMC đây nhé các bác, bóc đi là nó rách nhé. Thế còn nó có chữ Mazein và bị rách rồi nhé các bác, không biết ở đâu. Margin bị rách, em cứ gọi là margin bị rách nhé. Đó, 500k cho con này. Đó, tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác, hôm nay em về được một con bơm từ này, hàng của Hàn Quốc này, khá là đẹp nhé. Em bê lên cho các bác xem nhé, em nghe cuộc điện thoại nhé các bác. Tiếp tục nhé các bác, đang ấy có cuộc điện thoại đến nhé. Giới thiệu đến cho các bác cái con bơm từ này. Đó, cái con bơm từ này thì em đọc thông số cho các bác nhé, nó đến từ cái thương hiệu Chemifi này, Maganepum này, bên dưới này này là nó ghi là Chaco Wood này, đây mới là tên công ty nhé các bác, đây chắc là tên con bơm, đó, sản xuất tại Hàn Quốc này, Seoul, Korea này. Cái con bơm này thì nó là bơm 3 pha nhé các bác, bơm 3 pha, động cơ 3 pha này. Đó, 260W nha các bác, 260W. Nó chạy điện 220V. Đó, 220V 3 pha 50Hz thì nó ra 2900 vòng phút này. Nếu mà các bác đấu 380 này mà 50Hz thì nó cũng ra 2900 nhá. Nó ra đều ra 2900. Thì cái thông số bên cạnh này thì em đọc thì không biết nó có chính xác không. Đó, các bác có thể chụp lại này. Bên trên này thì nó ghi là đây nhá, mắc cái gì đây là 120 lít một phút nha các bác. Đó, mắc cáp bắc này, em nghĩ là chắc là 120 lít một phút này. Thế còn nếu mà chạy ở 60Hz thì 130 lít một phút này. Đó, thế còn bên này là mắc chiều cao nhá. Mắc chiều cao thì là mắc chiều cao, nghĩa là mắc hết đấy, là chiều cao ấy là 12,4m này, với lưu lượng là 8,8 lít. À, đâu, có nghĩa là 50Hz nhé, 50Hz thì là 8,8 mét này, và 60Hz là 12,4 mét nhé. Đó, đấy là mắc bơm cao. Đó, đấy là em dịch như thế nhưng biết chuẩn không nha các bác. Và con này người ta dán rõ ràng đây là 50Hz nha các bác, 50Hz, bởi vì nó chạy điện 3 pha, đâm nhà em không có điện 3 pha, đâm em đấu điện 1 pha nhé các bác, đấu điện 1 pha em kèm một con tụ 10mi cho nó chạy này, con này thì nó chạy siêu êm nhé. Thì trước khi em test cho nó chạy, em test cho nó chạy thôi nha các bác. Đó, con này thì các bác em bao xài cho các bác nhá. Em kẹp cho các bác này, cái gen này của nó là gen 34 nha các bác.
gen 34 là gen cực kỳ phổ thông nhá các bác. Gen 34 xoáy vào đây. Con này cái này thì nếu mà các bác lấy thì em gửi cả nhá, mà không có em xoáy ra nhá. Em xoáy ra em bỏ lại nhá các bác. Nếu mà các bác lấy, các bác phải dặn em nhá. Tại vì cái này đằng nào em cũng phải xoáy ra. Xoáy ra đóng hàng cho nó gọn nhá các bác, không để này được đâu. Đó, em sẽ xoáy cái co này ra nhá các bác. Các bác dùng thì em để nguyên cho các bác. Đó. Thì giá em bán con này là 1.200.000 này. 1.200.000 cho con bơm từ đến từ Hàn Quốc nhá. Cái này bơm hóa chất thì thôi rồi nhá các bác. Bơm cái này nguyên bản của nó sinh ra là để bơm hóa chất. Đó, các bác có thể dùng bơm nước vô tư nhá. Bây giờ em sẽ test cho các bác này. Đó, các bác đợi em chút để em kẹp cái thước vào đây, không nhỡ nó chập vào nhau. Nó giật cho em phát thì em vỡ mồm. Đó. Đây, nó chạy nó rất là ngon nhá. Chạy siêu êm luôn nhá các bác. Đấy, các bác thấy nhìn thấy chưa? Chạy siêu êm. Chạy nó chỉ dù đây nhá, nếu mà nó có nước nó còn êm nữa nhá các bác. Đây là đang không có nước. Đó. Không có nước mà nó đã chạy êm như này nhá, có nước nó còn chạy êm nữa nhá các bác. Đó, chạy siêu êm. Con này em bán giá 1.200.000 nhá các bác. Đó, 1.200.000 một con này. Đó. Kích thước em đo cho các bác nhá. Đó, em đo kích thước này, nó dài em đo cái thân của nó thôi nhá các bác. Thân nó dài là 30 cm thôi nhá các bác. Đọc cái thân không dài 30 cm. À, gen của nó là gen 34 rồi, cái bit này. Đường kính bit này của nó lên đến 13.5 cm nha các bác. 13.5 cm. Đó. Đường kính motor đó. Đó, con này rất là đẹp nhá, rất là dài đẹp này, hàng thì còn khá là ngon nha các bác. Đó, hàng em tháo trên máy xuống nhá. Nó xoáy được cái cút này này, cầm thêm được cái cút này nhá. Bãi nó bảo chẳng nghe tôi bán cân cho ông nhá. Đấy, bán con các ông cứ cầm thêm đồ. Đó, kiểu như thế nhá, kiểu mình mà cả mua con á thì mình cứ cầm thêm được cái gì thì cầm ấy, kiểu thế. Nhưng mà cái này nó không đáng tiền thì người ta cứ cho thôi, à, người ta không bảo gì, người ta cứ nói trêu thế thôi. Nhưng thực tế ra thì em cứ cầm được cái gì cho các bác thì em cầm. Đó, con này giá 1.200.000 này, lấy được thêm cái gì thì lấy nhá các bác. Đó. À đâu, cái đầu này của nó đâu nhỉ, em còn xoáy ra một cái gì nữa đâu nhỉ. Đó, tôi chả biết là cái gì nữa, em để đâu rồi. 1.200.000 một con này nhá các bác. Quay sang bên này thì hôm nay em giới thiệu đến cho các bác hai cái con quạt sò của Đức này, hai con quạt tháp của Đức nhá. Thì em có 3 con, thì trong đó là có 2 con là nó có nguyên cái lồng nhôm như thế này. Đó. Nó có nguyên cái lồng nhôm như thế này nhá các bác. Đó, nguyên cái lồng nhôm như thế này, đẹp như thế này. Đó. Nguyên cái lồng nhôm đẹp như này nha các bác. Ồ, em đang lật xem vợ em dán giá ở đâu. Đây. Con này nha, sao em test luôn con này nhá. Đó. Thì em có một con nó mất lồng nhôm này. Nó mất lồng nhôm này nha các bác. Đây, các bác này. Quạt sò đến từ Đức nha các bác. Sản xuất tại Đức này, Made in Germany luôn nha các bác. Và con này công suất của nó này 230V 50Hz hoặc 60Hz là được nhé. Công suất của nó là 50Hz thì là 180W nhé các bác. Đấy. Và 60Hz của nó lên đến 220W nhé. Rất là mạnh. Và con này nó chạy ở cái tốc độ là 2400 vòng phút nhé. Đó, nó chạy tốc độ hơi cao. Thế đâm ra là nó sẽ có tiếng gió rít nhé. Riêng con này thì các bác cần độ mạnh thì các bác xài con này cho em. Con này đòi hỏi độ êm là không được đâu nhá các bác. Đây thì em test cho các bác luôn này. Tại vì nó, một là nó công suất lớn, hai nữa là nó chạy ở tốc độ cao, thì nó, các bác đòi hỏi nó êm là không có đâu nhá. Nó sẽ chém gió, nó tạo ra tiếng ồn do chém gió nhá các bác, chứ không phải là động cơ của nó làm sao cả, bi nó làm sao cả. Đó, do nó ồn là do nó chém gió thôi nhá các bác. Đó. Đây, em cho nó chạy nha các bác. Rất là ngon. Nó chỉ nghe tiếng gió thôi nhá các bác. Đó. Các bác nghe tiếng gió chưa? Đây em cho các bác nghe tiếng gió này.
Đó, gió nó ra hơi chéo chéo nha các bạn. Gió nó ra hơi chéo chéo này. Đó, ra hơi chéo chéo như này. Chéo chéo lên như này nhá, nó không ra thẳng như này đâu nhá các bác, nó ra hơi chéo. Con này thì siêu mát. Đó, em đứng cách đây này, như này là khoảng độ 2 mét rưỡi rồi nhá. Mà gió vẫn vù vù luôn này, 2 mét rưỡi mà gió vẫn mạnh như này nhá các bác. Cái lý do là nó mạnh là một công suất nó lớn này, hai nữa là do cái tốc độ nhá. Con này nó tận tốc độ tận 2400 nhá các bác. Sao mà cái thằng Đức nó sản xuất cái kiểu tốc độ thế nhá. Thông thường thì 2400 với 2800 nhưng mà con này nó lại ra tận 2400 nhá các bác. Đó. Bởi vì tại làm sao em phải view cái con nó không có cái lồng nhôm này, bởi vì đây này, các bác nhìn thấy là nó rất là khó nhìn nhá. Thế còn em cho các bác xem con động cơ. Con động cơ này nó là cái loại động cơ rất là đặc biệt nhá các bác. Nó chỉ có bọn Đức nó mới có đủ trình độ làm cái con động cơ kiểu này. Các bác nhìn thấy chưa? Đây này. Đó, động cơ nó lại rotor quay ngoài nha các bác, rotor ngoài. Đó. Đó. Rotor quay ngoài. Đó. Rotor ở ngoài, xa ở bên trong, stator ở bên trong. Đó. Ghi rõ ràng Made in Germany ở đây luôn nha các bác. Đó. Bác nhìn thấy ngon không? Đó. Bây giờ em đo kích thước này. Con này kích thước của nó nhá, là con này em bán với giá 750k. Cái con có lồng này là em bán 750k nhá các bác. Đó. Kích thước của nó là dài 49cm này, dài tổng thể cái lồng này nhá. Bề ngang của nó là 16 này. Chiều cao của nó là 13 nhá các bác. Cái cửa gió của nó ra này. Cửa gió của nó ra là 35 này. Và chiều cao của nó là 6cm nhá các bác. Tình trạng quạt là nó quạt cũ nhá, hàng tháo máy. Thì nó có một cái này là bằng nhôm này, cái vỏ này bằng nhôm này. Đó. Vỏ này bằng nhôm, còn cả cái khu cửa gió này, cái này cũng bằng nhôm này, và cái này thì bằng thép này. Cái này cũng bằng nhôm này, cái này cũng bằng nhôm, cái này thì bằng thép hay sao ấy. Để em test xem cái này bằng thép hay bằng gì nhá. Em cũng chưa cả test. Cánh của nó thì bằng nhôm rồi nhá các bác. Cái chỗ này thì nó hơi xỉn xỉn hay xấu xấu tí này. Cái cánh này là bằng thép này. Chỗ này là cái này cũng bằng thép nhá các bác, thép này. Cái này là nhôm rồi, đây là nhôm rồi. Đó, vỏ này ngoài này cũng bằng nhôm. Đó, và cánh bằng nhôm nhá các bác. Cánh bằng nhôm này. Sáng choang nhá. Đó, cái chỗ nào bằng thép này, như cái chỗ này nó bằng thép nó hơi xỉn xỉn xuống rồi. Đó, con này em bán giá 750k một con, em có hai con nhá. Và bác nào mà mua cái con này này. Này, con này thì đúng ra em đang định đợi cái lồng nhôm của nó nhưng mà khả năng mất rồi nhá. Thì em khả năng em sẽ bán trần như này nha các bác. Cửa gió của nó ra đây. Đó. Thì con kia bán 750k thì con này em bán 650k nhá. Mất cái lồng nhôm em bán rẻ đi 100. Đó, quạt thì vẫn thông số vẫn nó nhá các bác. Đây này các bác này, 650k con này. Đó. Cũng Germany đây. Con này do nó mất cái lồng nhôm nó bị chảy chảy một tí nhá. Đó. Đó. Thế là xong cái quạt này nha các bác. Nhắc lại này, 750k cái quạt có lồng nhôm, quạt của Đức này, quạt tháp của Đức. Và 650k. Và tiếp tục em giới thiệu đến hai cái con trà nhắm băng này nhá các bác. Trước khi giới thiệu trà nhắm băng thì em cất con này em giới thiệu đến cho các bác cái con quạt này. Cái con quạt này hôm qua em lên rồi nhá các bác. Quạt này nó đến từ cái thương hiệu Tico này. Thương hiệu Tico này, quạt của Việt Nam nhá các bác. Cái chỗ này người ta ghi là cảnh báo tra dầu thôi. Đó. Đó, Tico này. Size rất là lớn nhá. Đằng sau thì nó có cánh mở gió ra như này nhá các bác. Đó. Cánh mở gió ra như này. Đó, khi không dùng nó đậy lại. Và động cơ của nó đây các bác này, không biết bao nhiêu watt, không thấy ghi. Cái này các bác khả năng phải tra cái mã của nó. Tra cái size của nó mới ra được nhé. Con này thì là size này là khá là lớn nhé các bác. Chiều dài này của nó lên đến 39cm này. Chiều này của nó cũng 39 này. Đó. Lọt lòng của nó là bên trong này là khoảng độ 31 nhé các bác. Lọt lòng như này này. Em bấm đến chỗ tay em bấm này là 31 này. Đó. 31 nha các bác. Đó.
độ dày của nó này, độ dày em chỉ đo đến cái chỗ này là 10 cm này. Đấy, độ dày chỗ này nhá là 10 cm này. Các bác cho vào tường 10 là vừa luôn nhá. Cho vào tường 10 là vừa. Đó. Cho vào tường 10 là vừa luôn nhá các bác. Đấy. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhá. Để em kê cái đằng sau nó lên. Không thì nó chịt đất nhá các bác. Các bác đợi em chút. Con này thì hôm qua em về 2 con, hôm nay em bán 1 rồi nhé, còn 1 thôi. Đó. Con này 300k một con nhé các bác. Em kê lên này, kê lên này đi. Đó, kê lên như này để cho các bác nhìn nhá. Để cho cái cánh gió này, cho các bác nhìn thì cánh gió nó vả ra. Đó, nó chạy rồi đấy, các bác nhìn thấy chưa, chạy nó thổi cái cánh gió ra này nhá. Đó, nó thổi cánh gió ra thế. Con này chạy thì khá là êm. Em đoán con này tốc nó khoảng độ 1.400 nhá các bác. Đó. Con này em đoán tốc nó khoảng độ 1.400 nhá các bác. Đó. Sai thì em đo rồi. Chạy khá là êm này các bác này. Đó, chạy khá là êm. Đó. Em nghĩ con này tốc không đến 1.400 đâu. Nó là quạt hút nhá. Cậu lâu rồi có dùng thì khóa cổng như nó đâu. Đó. Con quạt này em bán 300k nhé các bác. 300k cho con quạt này. Nó tiếp tục. Tiếp tục em giới thiệu đến cho các bác cái con máy mài hai đá này. Thì bác nào cần view thì em sẽ view cho nhé. Thì trước tiên thì em giới thiệu đến cái con này này, em bán 1.1 triệu này. Đó, con này 170W, hàng của Hitachi nha các bác. Thông số đá thì ghi ở đây. Đó. 150 x 16 này, 2000 vòng phút này. Bên này cũng thế nhá, 150 x 16, đá 150 luôn nhá các bác. Đá tình trạng đá thì một bên này là thô này, bên này là mịn này. Khá là ngon nha các bác. Đó, con này thì nó lý do là của nó rơi mất những cái chân cao su rồi. Đó, rơi mất những cái chân cao su rồi. Nắm ra chạy nó lót tấm bìa vào thì nó im đét nhá các bác. Đó các bác, đang quay phải dừng máy một tí nhé. Con này em bán 1.1 triệu này. Đó. Em sẽ test đồ cho các bác, test một tí nhé các bác. Bởi vì các bác đợi em chút vậy, em sẽ cắm điện em test lại test cho các bác vậy. Mua hàng không chịu test thì em sẽ lót miếng bìa xuống nha các bác để cho nó đỡ rung. Tại vì cái con này ấy, là nó mất cái chân cao su, nó chạy thì nó hơi rung nhá. Cho cái tấm bìa vào nó im đét luôn. Đó. Cho cái tấm bìa này vào là nó im đét này. Con này thì view luôn cho các bác là tình trạng dây nó bị sứt này nhá. Thì em vẫn để nguyên này. Khi các bác mua hàng em tặng các bác một sợi dây khác về các bác đấu lại. Nó bật lên này, nó chạy này. Chạy im lắm nhá các bác. Rất là ngon. Khá là ngon. Mài đây nhá các bác. Đó. Test thế thôi nhá các bác. Nếu còn con này thì nó 170W thì nó mài nó khá là mạnh nhé các bác. Đây 170W này. Đó, con này là của Hitachi nhé các bác. Tốc độ vòng quay là 2.000 vòng trên phút này. Cho đến 2.320 vòng trên phút này. Đó. Đó, rất là ngon nhé các bác. Em để ra đây. Đó. Nếu nó chạy một lúc nó mới dừng nhá. Cái con thứ hai này. Để thăng bằng, để bằng nó đập cửa đã. Con thứ hai này là cái con của Toshiba nha các bác. Con Toshiba. Đó, con này thì 150W thôi. Cũng tốc độ 2.000 vòng này. Con này thì sản xuất tại Đài Loan nha các bác. Đó, 150W sản xuất tại Đài Loan. Đó, đá của nó cũng là đá 150 nha các bác. Đấy, đá 150.
Đá con này thì cũng còn khá là đẹp. Em ghim điện con này thì dây điện còn ngon nhé các bác. Con này thì không phải thay dây. Đó. Công tắc bật đây này các bác này. Đó. Đó, bác thấy chưa? Chạy khá là ngon, êm im đét luôn nhá các bác. Đó. Em tắt đi nhá. Test thế thôi các bạn. Đó. Con này tình trạng đây cho các bác xem này. Đó, còn khá là mới nhá các bác. Đó, con này tem mác thì còn khá là xịn, chầy chầy một tí tem đằng trước này. Đằng sau đây, đằng sau thì tem đằng sau này thì nó bị, nó ở trong cái chỗ lõm này thì nó ít chầy hơn này. Con này thì sản xuất tại Đài Loan của Toshiba này. 150W này. Đó. Đó các bác nhá. Con này thì là giá 1 triệu này. Đó, hàng thì khá là đẹp nhá các bác. Nó cũng ở cái tình trạng là đấy, con này nó có ba cái chân cao su thì nó gãy một cái này. Nó nên đâm ra nó cũng hơi cập kênh nhá. Nếu mà các bác đủ chân cao su thì nó chạy im lắm. Đó. Các bác về chế cho nó một cái miếng cao su vào đây này, hoặc là các bác cần thì em tặng cho các bác hẳn một miếng này các bác về, hoặc là hai miếng này các bác về cắt ra lót thêm bên dưới này chạy thì êm thôi rồi nhé. Cho các bác hai miếng luôn được nhé. Đó. Và cái sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái con quạt này. Đó. Cái con quạt này nhé các bác. Con quạt này. Giá 600k đây này các bác này. Đó. Cái con này thì em định view con này nhưng em phải bỏ con khác ra nhé. Lý do cái con kia tem nó hơi mờ mờ. Con này là nó sản xuất tại Trung Quốc này. Đó. Công suất là 100W điện 220V 50Hz này. Đó, nhưng mà có một cái điều dở là không thấy ghi tốc độ vòng quay nhé. Không ghi tốc độ vòng quay. Nhưng mà tốc độ thì khá là mạnh nhé các bác. Con này nó 100W nó khá là mạnh. Con này mà các bác về mà chế được một cái con chiết áp cho nó xài thì con này dùng quạt mát thì vô tư nhá, thì rất là ngon. Đó, các bác mà chế được cái con quạt mát, à, chế được cái con chiết áp cho nó để cản dòng lại ý, thì rất là ngon nhá các bác. Con này thì nhược điểm của nó thì đúng ra là em lại nói là nhược điểm của nó hơi mạnh nếu mà các bác chế làm quạt mát. Đó, rất là mạnh, nó 100W lận mà tốc độ vòng quay hơi lớn nhá các bác, cánh nó bằng sắt. Đó, chạy thì siêu êm, chỉ nghe tiếng gió thôi. Đó, tiếng gió rít thôi nha các bác. Chạy rất là mạnh nhá. Mạnh lắm. À, thấy chưa? Gió rất là mạnh. Đó, con này em bán 600k nhá các bác. 600k cho con này. Kích thước thì em đo ở đây đấy, có chuông điện thoại mà em không cả nghe được nha các bác. Đấy, nhiều lúc em không nghe kịp, các bác thông cảm cho em một chút. Kích thước của nó là chiều này là 28 này. Chiều này của nó là 32 này. Và lọt lòng của nó đây. Lọt lòng của nó là 25 nha các bác, hơn 25, 25 rưỡi này. Đó. Bề dày của nó là 8cm nha các bác. Giá em bán con này là 600k nha các bác, 600k. Em khuyên các bác về tháo cái lưới chắn này ra cho lên đằng trước. Trẻ mặt này cho đỡ nguy hiểm. Đó. Thì vì cái mặt sau này là mặt, một là mặt sau này là mặt thổi da này. Hai nữa là nó có bốn cái gông nhôm đây rồi nha các bác. Con này là bằng nhôm nha các bác. Giá em bán 600k một con. Đó. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Và video của em hôm nay đến đây là hết rồi nha các bác. Ngoài đây vẫn còn cái bình này nữa nha, giá 1.50.000 rồi. Đó. Kiểu bay nha các bác, đó rất là đẹp nha các bác. Đó, các bác mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này. Đó, và em một lần nữa em nhắc lại, các bác mua hàng thì khi các bác nhận hàng khui hàng giúp em nhé, khui hàng quay video giúp em. Đó, quay video trực tiếp lúc khui hàng đó, để có cái gì để em làm việc với bên Viettel nhé. Và cuối cùng là chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.